đó. Dạ là chú ở sân bác sĩ quân y ra. Ok. Quân y đó. À, mình là ngành y quân đội đó. Thành ra từ ngày đó đến đây là được phụ mặt. Còn mặt mình không được mặt còn nữa. Dạ. Còn những cái thuốc gì mình đã dùng gì mình đã kéo ba cái điểm rồi. Dạ. Ở đây thì thường bệnh nhân xuống đây là họ tìm đến bệnh gì mình biết. Ngày trong cuộc sống mình. Dạ. Tháo đường, căng bột mỡ máu, nhiễm mỡ, dương gan, có bó cột sống. Dạ. Rồi bao tử dân đáp dài vậy cũng dân lên cả hàng mình đóng bóp luôn. Dạ. Có nhiều câu mình nhận bó sẽ che rồi lại đây mình đóng bóp. Bệnh tiểu đường nó đỡ không được. Thế là khoảng 70%. Dạ. Còn cái sơ gan của nó nhưng mở thì cũng được khoảng 70%. Dạ. Cái tiểu đường đó là mình uống hoài luôn hay sao? Cái này mình uống thời gian mình lập gần chừng nào mình có 1 tháng, 3 tháng, 5 tháng cũng được. Dạ. Nhưng nó được cao. Cái thời gian mà không có cái thùng mà ví dụ bà con xa con mà trên 50, 120 cũng lấy á, lấy đây mình đắp qua cái thùng còn khăn dầu 21, còn dư nữa là mất cũng được. Về đóng nhiều quá lắm thuốc nè, ở cái thùng đó, ha, thôi phút, đúng rồi, ha, dạ, vậy mới lượng thuốc mình hút nhiều mới mới đủ cho bà con cả. Dạ dạ, là cây nhau. Dạ. Rồi được cái dông quá em về tôi cũng mời về em về để phơi phơi để đâu rồi. Dạ, dạ. Những cái bệnh ung thư thì mình cái nào mình ung thư là mình có mạch cái nào mình trị được nào không. Dạ. Cái sống mình nào mình cũng bắt mạch cũng dính biết như nào. Con thì có cái bệnh phổi. Cái phổi mà nói với can hoa tràn màng dịch. Dạ. Mà cái chưa phải là thời kỳ cuối ung thư. Dạ. Tại vì vậy đó rất dễ chịu. Dạ. Ha. Mà cái ung thư rồi thận nó chứa nước tràn bằng nhiệt qua phổi thì chuyện cuối đó mình chịu được. Mà cái này cũng về phổi mà nó tràn bằng nhiệt thận chứa nước không ung thư nó chịu được vậy.
nhưng mà cái đó có gì đâu có. Cái thuốc dòi nè, nói với thuốc cá nè, ăn cái ô nè, rễ cái rau, cái rau dừa của mình ăn, cái rau dừa nó không trắng không rõ lắm. Với cái rễ cây cao sao vàng, đây là thổ do một những thứ một nhóm vậy, chắc chú uống thì nó độc, nó trong cái màng phổi, thận rút nước xuống để cho phổi nó hút nước xuống. Vậy thì hết cái khỏi trang bằng việc nữa. Thì khỏi được nè. Mày các em nói. Thành ra như vậy bây giờ bởi là bà tạo nó mình chết trên cây cũng nắng. Chết trên cây cũng. Mình nói cho mấy em nha, từ trời cái ngày mà mình làm thầy đó bây giờ là anh bây giờ lại một đêm về có trước là 2.000 tấn mỗi ngày mà lại 3.000 năm 6 tháng cái được 100 năm 6 điểm nên nhiều khi mấy chú làm lâu năm có kinh nghiệm lắm, có kinh nghiệm sách vở là cái chung thôi. Có khi thì lại một đêm 2.000 tấn cho lại thấy được 2 vị thì 1 vị mà lại 3 năm 6 tháng vậy mà tính bao nhiêu lại mà con thấy được 136 vị, tức là nằm mơ thấy hả chú? Còn hay quá vậy ta, cái này là có thật á hả? Đó ví dụ vợ con lại rồi 136 vị mà vợ con nhớ được không? Một khi bất khó mình đang lại đông hơi bỏi rồi cái nhóm á con người ta nhận mặt ta thấy gì tốt tốt rồi ta đến cái gì tốt gì ta không tương đồng. Ồ tuyệt vời luôn ha. Thư gan sơ lên trước rồi giờ sớm muốn gì vậy ta nhận mặt rồi ta sớm muốn gì ở mức nào chỉ nó lúc cho ta. Ta còn đây là điều kiện nó đến đi kiếm ta không quá luôn hả? Cái này là có thiệt luôn, hồi xưa ba xem gì vậy cũng nằm mơ đó, nằm mơ thấy đó mà thuốc ổng để lại tới giờ đúng rồi, nằm mơ thấy không à. Tức là cái này trời cho ai à, gì đâu biết thôi. Cái ta có đi học hồi nào giờ rồi mà nó nghĩ tao lắm, đổ tới tất cả cái gì, cái nghề nghiệp với tất cả. Rồi cái vụ mà coi nói vừa đây nè, 16 lần đỏ lét ung thư vú luôn, giờ chị sao giờ không dám đụng tới, đụng ra máu người ta chết. Rồi cái tao giá mặt trời cái tao lên mổ, nó dậy nằm mốt lên xuống cái tao mổ, ta thấy giờ một hai phải đi kiếm cụ gán mình có nhà đó ha, cái cụ gán đó về chặt bò vô bỏ trong thuốc tao uống chị tháo lần vậy đó nó mới hết ung thư vú. Dễ gì vậy? Ngủ không thấy rồi mới kiếm hết rồi ta. Nói dầu bữa nay bà đó ở thành phố quận 4 đó, khoảng bác sĩ nó chết đó, như căn cái vú này vú mà mày có thấy cái vú bả rồi đó, xin lỗi tụi mày ăn với nhau rồi sao làm trâu mày cởi. Nó bầm tết cũng như trái mùng tơi chính nha. Nó xương mật cái nắp bình nè. Là rồi cái nắp mà này chết bác sĩ chê rồi chết rồi cái người ta là tặng cái số ba chị chết. Rồi cái cho nên là tao đưa bút thuốc chị số bà đến chưa tới số đó. Nha. Rồi bữa nay xuống về mọi phần hết 7 cộng 3 anh một cái vú này cái vú bả ung thư cục bả lớn thì bả giờ nè còn bằng cái này căng dần dần nó gom lại nó đưa ra ngoài mình, có thể mình mổ đâu có mổ nó ra không căng mà ngủ thấy cái gán nó gốc gán nó chị đó gán mình bỏ ở nhà đó. Cho mưa gió không quan thân gầy mẹ.